Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 2 sách cánh diều, trang 42-43. Bài hôm nay chúng ta học về bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. Rồi trước hết là chúng ta làm quen với bài toán liên quan đến phép cộng. Thì bài toán liên quan đến phép cộng các em cũng được học ở các bài trước rồi. Ở các bài trước thì các em chỉ cần tìm phép tính và các em viết câu trả lời thôi. Trong video hôm nay thì các em sẽ làm quen cách trình bày lời giải một bài toán có lời. Và cụ thể đầu tiên là chúng ta trình bày lời giải của bài toán liên quan đến phép cộng. Cụ thể bài toán như sau. An có 5 bông hoa, Bình có 4 bông hoa. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa? Khi đọc một bài toán thì các em phải phân tích được là bài toán cho các em biết cái gì và yêu cầu các em tìm cái gì, tức là hỏi các em cái gì. Trước hết là chúng ta sẽ tóm tắt bài toán, tóm tắt gọn lại để cho các em dễ hình dung nội dung của bài toán. Bài toán cho các em biết cái gì? Rồi, bài toán cho các em biết là An có 5 bông hoa. Thì các em tóm tắt là An có 2 chấm, 5 bông hoa. Bình có 4 bông hoa. Bình có 2 chấm, 4 bông hoa. Bài toán hỏi các em cái gì? Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa? Rồi, các em viết là có tất cả 2 chấm, hỏi chấm bông hoa, tức là có tất cả bao nhiêu bông hoa. Trước hết là các em sẽ tìm ra phép tính của bài toán này. Chúng ta thực hiện phép tính nào? An có 5 bông hoa, Bình có 4 bông hoa. Như vậy là hai bạn có tất cả là bao nhiêu bông hoa? Muốn biết hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa, các em lấy số bông hoa của An là 5 cộng với số bông hoa của Bình là 4. Và ta có phép tính là 5 cộng 4 bằng 9 bông hoa. Rồi sau khi tìm ra phép tính thì các em sẽ trình bày bài giải như sau. Để trình bày bài giải thì các em thực hiện qua 3 bước. Bước 1 là các em viết lời giải. Bước 2 là các em viết phép tính. Và bước 3 là các em viết đáp số. Có rất nhiều bạn hiểu nội dung bài toán, tìm ra được phép tính, nhưng không biết là viết câu trả lời như thế nào. Thì ở đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các em cách viết câu trả lời như sau. Muốn viết được câu trả lời thì trước hết là các em phải xác định được câu hỏi. Câu hỏi trong bài toán này là gì? Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa? Rồi bắt đầu của câu hỏi. Trong bài toán có lời là thường có chữ hỏi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa? Thì đây là câu hỏi. Để viết câu trả lời thì các em sẽ bỏ chữ hỏi này đi. Và chữ bao nhiêu các em thay bằng chữ số. Và các em viết thêm chữ là ở cuối câu. Như vậy câu trả lời: hai bạn có tất cả số bông hoa là. Rồi, một là các em viết câu trả lời này. Hai bạn có tất cả số bông hoa là. Bước 2 là các em viết phép tính. Thì chúng ta vừa phân tích ở trên. Muốn biết hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa,
Kem nấy số bông hoa của A là 5, cộng số bông hoa của Bình là 4. 5 cộng 4 bằng 9. Nếu kem viết bằng 9 thôi thì người đọc người ta sẽ không hiểu đây là 9 cái gì. Như vậy kem phải mở ngoặc, bông, đóng ngoặc, tức là 9 bông hoa. Thì phép tính này, kem nhớ khi trình bày câu trả lời thường cách lề là một ô. Phép tính so với câu trả lời là thụt vào từ 1 đến 2 ô. Và đáp số thì các em có thể viết thụt vào so với phép tính là 1 ô, hoặc là viết như thế này. Rồi đáp số là 9 bông hoa. 5 cộng 4 bằng 9 bông. Đáp số thì các em viết cụ thể ra là 9 bông hoa. Như vậy thầy giáo nhắc lại, khi trình bày bài giải của một bài toán có lời gồm 3 bước. Bước 1 là viết câu trả lời. Câu trả lời cách lề là 1 ô. Bước 2 là các em viết phép tính. Phép tính các em viết thụt vào 2 ô so với câu trả lời. Bước 3 là các em viết đáp số. Đáp số thường các em viết ngang với phép tính, hoặc là các em viết thụt vào 1 ô so với phép tính. Rồi sau khi các em đã biết cách trình bày bài giải của một bài toán có lời, bây giờ mời các em chúng ta vào phần bài tập. Trước hết là bài tập số 1. Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc bút màu. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu? Trước hết là các em tóm tắt nội dung bài toán. Khi tóm tắt thì các em phải phân tích được bài toán cho các em biết những gì và yêu cầu các em tìm cái gì. Bài toán cho các em biết Long có 10 chiếc bút màu. Như vậy các em viết là Long có 2 chấm 10 chiếc bút màu. Bảo có 9 chiếc bút màu. Bảo có 2 chấm 9 chiếc bút màu. Bài toán yêu cầu các em tìm cái gì? Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu? Rồi như vậy các em viết là có tất cả 2 chấm hỏi chấm chiếc bút màu. Tức là có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu. Trước hết là các em phải tìm ra phép tính của bài toán này. Long có 10 chiếc, Bảo có 9 chiếc. Như vậy là có tất cả 10 cộng 9 bằng 19 chiếc. Đúng không? Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu? Thì các em phải lấy số chiếc bút màu của hai bạn các em cộng với nhau. Sau khi đã tìm ra phép tính là 10 cộng 9 bằng 19, bây giờ các em sẽ trình bày bài giải của bài toán này như sau. Trước hết là bước 1, như thầy giáo phân tích là bước 1, các em sẽ viết lời giải. Thì các em viết lời giải, các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Trước hết là các em chỉ ra câu hỏi của bài toán. Đâu là câu hỏi của bài toán? Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu? Thì đây là câu hỏi. Để viết câu trả lời, các em gạch từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số. Và các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy các em viết câu trả lời. Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là. Bước 1 là viết câu trả lời. Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là. Rồi, bước 2 là các em viết phép tính. Như thầy giáo vừa phân tích, Long có 10 chiếc, cộng thêm Bảo có 9 chiếc. Như vậy cả hai bạn có 10 cộng 9 bằng 19 chiếc. Các em nhớ mở ngoặc ra là chiếc. Bước 3 là các em viết đáp số. Viết đáp số thì các em viết cụ thể ra.
Các em không viết là 19 chiếc, mà các em viết cụ thể ra là 19 chiếc bút màu. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính? Trước hết là các em phải phân tích được bài toán cho các em biết cái gì và yêu cầu các em tìm cái gì để các em tóm tắt bài toán. Bài toán cho các em biết trong phòng máy có 9 bộ máy tính. Như vậy khi tóm tắt thì các em không cần phải viết là trong phòng máy, mà các em chỉ cần viết ý chính thôi. Các em viết là có 2 chấm, 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Thì các em không cần phải viết đầy đủ, mà các em chỉ cần viết là thêm 3 bộ máy tính, có 2 chấm, 9 bộ máy tính, thêm 2 chấm, 3 bộ máy tính. Bài toán hỏi các em cái gì? Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính? Như vậy là có tất cả 2 chấm, hỏi chấm, bộ máy tính, tức là có tất cả bao nhiêu bộ máy tính. Rồi như thầy giáo phân tích, khi đã tìm được là bài toán cho các em biết cái gì và yêu cầu các em tìm cái gì rồi, thì bây giờ các em sẽ tìm ra phép tính của bài toán. Có 9 bộ thêm 3 bộ, như vậy là có tất cả là 9 cộng 3 bằng 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? 9 cộng 3 bằng 12, đúng không? Các em đã tìm được phép tính là 9 cộng 3 bằng 12 rồi. Thì bây giờ các em sẽ trình bày bài giải như sau. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Để viết câu trả lời thì các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán này là gì? Đâu là câu hỏi của bài toán? Hỏi trong phòng đó, hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính? Rồi như thầy giáo đã phân tích ở trên, các em chỉ cần gạch từ hỏi đi, từ bao nhiêu các em thay bằng từ số, và ở cuối câu các em viết thêm chữ là. Như vậy câu trả lời: trong phòng có tất cả số bộ máy tính là. Rồi bước 2 là các em viết phép tính. Có 9 bộ này, thêm 3 bộ, rồi thêm là tức là cộng, bớt là trừ nha, thêm là cộng, thêm 3 bộ tức là cộng 3. 9 cộng 3 các em nhẩm xem bằng bao nhiêu? Các em biết là 9 cộng 1 bằng 10, 3 trừ 1 bằng 2, 10 cộng 2 bằng 12, tức là 12 bộ. Bước 3 là các em viết đáp số là 12 bộ máy tính. Rồi tiếp theo là các em sang phần bài toán liên quan đến phép trừ. Ở đây chúng ta có bài toán: trong hộp có 10 chiếc bút màu, Linh lấy đi 3 chiếc. Hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu? Ở đây bài toán cho các em biết cái gì và yêu cầu các em tìm cái gì? Chúng ta tóm tắt nội dung bài toán này. Có 2 chấm, có cái gì? 10 chiếc bút màu, lấy đi 2 chấm, 3 chiếc bút màu, còn lại 2 chấm, hỏi chấm, tức là bao nhiêu chiếc bút màu? Trước hết là các em sẽ tìm ra phép tính của bài toán. Trong hộp có 10 chiếc, lấy đi 3 chiếc. Các em nhớ lấy đi là trừ đi 3. Muốn biết trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu thì các em lấy 10 chiếc trừ đi 3.
10 trừ 3 bằng 7. Như vậy là chúng ta đã tìm ra phép tính của bài toán là 10 trừ 3 bằng 7. Và bây giờ các em sẽ trình bày bài giải này như sau. Trước hết là các em viết câu trả lời. Rồi muốn viết được câu trả lời thì các em sẽ tìm ra câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán này là hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu. Hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu. Các em gạch từ hỏi đi. Bây giờ các em thay từ mấy này bằng từ số. Và các em thêm chữ là ở cuối câu. Trong hộp còn lại số chiếc bút màu là. Được chưa? Bước 1 là các em viết lời giải. Trong hộp còn lại số chiếc bút màu là. Bước 2 là các em viết phép tính. Các em trình bày tương tự như bài toán liên quan đến phép cộng thôi. Phép tính ở đây là 10 trừ 3 bằng 7 chiếc. Bước 3 là các em viết đáp số là 7 chiếc bút màu. Rồi bây giờ mời các em vào phần bài tập. Bài tập số 3. Nam có 16 quyển truyện. Nam cho Hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện? Tóm tắt. Có 2 chấm 16 quyển truyện. Cho 2 chấm 5 quyển truyện. Còn lại 2 chấm hỏi chấm quyển truyện. Rồi trước hết là các em sẽ tìm ra phép tính của bài toán này. Có 16 quyển này. Cho 5 quyển tức là trừ đi 5. Đúng không? Cho đi tức là trừ đi. Các em lấy 16 trừ 5 thì bằng 11. Rồi sau khi đã tìm ra phép tính của bài toán thì các em trình bày bài giải như sau. Trước hết là các em bước 1 là các em viết câu trả lời. Rồi muốn trả lời được thì các em phải tìm được câu hỏi của bài toán. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện? Bây giờ các em gạch chữ hỏi đi. Từ bao nhiêu này các em thay bằng từ số này. Và các em thêm từ là vào cuối câu. Như vậy chúng ta trả lời là Nam còn lại số quyển truyện là. Nam còn lại số quyển truyện là. Bước 2 là các em viết phép tính. 16 quyển truyện. Cho đi 5 quyển. Cho đi tức là trừ đi 5. Rồi ở đây. Một chục các em giữ nguyên. Chữ số đơn vị các em lấy 6 trừ 5 bằng 1. Tức là bằng 11 quyển. Bước 3 là các em viết đáp số 11. Và các em viết cụ thể ra là 11 quyển truyện. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Trên sân bay có 11 chiếc máy bay. Sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Rồi các em tóm tắt này. Có 11 chiếc máy bay. Bay đi 2 chiếc máy bay. Còn lại hỏi chấm chiếc máy bay. Đầu tiên là các em tìm ra phép tính của bài toán trước. Có 11 chiếc mà bay đi 2 chiếc rồi thì các em lấy 11 trừ đi 2, các em sẽ tìm được là số chiếc máy bay còn lại. 11 trừ 2, đây chính là phép tính của bài toán. Khi tìm ra phép tính của bài toán rồi thì các em sẽ trình bày bài giải như sau. Bước 1 là các em tìm ra câu trả lời. Các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán này là gì? Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Các em gạch cho thầy giáo từ hỏi đi. Bao nhiêu các em thay bằng từ số. Cuối câu các em thêm từ là. Như vậy các em viết câu trả lời là trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là.
trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là bao nhiêu? Có 11 chiếc mà bay đi mất 2 chiếc rồi, trừ đi 2. 11 trừ 2 bằng 9. 9 chiếc. Bước 3 là các em viết đáp số là 9 chiếc và các em viết cụ thể ra là 9 chiếc máy bay. Rồi, như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Ở đây các em có thể xem lại toàn bộ video về Toán lớp 2 sách cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.